Hello, hello mọi người Có lẽ là lâu lắm rồi Chúng ta chưa có một cái clip nào gọi là chia sẻ kiến thức đúng không? Toàn là bài kiểm tra không nhỉ? Thì hôm nay ờ uh, Là một ngày cuối tuần khá đẹp trời Mình xin gửi đến các bạn cách làm bài True False Not vần hiệu quả nhất Trong vòng 2 phút Trước tiên nha Để làm tốt một cái gì đó Các bạn có phải hiểu bản chất của nó cái đã Ở đây ta có đầu tiên là True đi True có nghĩa là đúng sự thật đúng không? tức là trong đề bài có đề cập đến và câu hỏi nó trùng với nội dung của đề bài. Bây giờ mình sẽ thấy false nha. Thì false trước tiên nó vẫn phải được đề cập trong đề bài cái đã. Nhưng nó sẽ bị mâu thuẫn hoặc là sai so với đề bài. Và sai có hai kiểu sai. Một là sai về nghĩa. Đây là kiểu cơ bản nhất. Hai là sai về mức độ. Và đây là kiểu khó nhất. Đây cũng là hai kiểu sai có thể nói là phổ biến nhất trong các đề thi quốc tế. Rồi bây giờ cuối cùng luôn là not given. Cũng y chang như cái tên gọi của nó ha. Là trong đề bài sẽ hoàn toàn không đề cập tới thông tin đó. Ok bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn một cách làm bài nha. Cách này là do mình tự nghĩ ra và mình thấy nó cực kỳ hiệu quả luôn. Bước 1 chúng ta sẽ chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là gì? Là có thông tin. Trường hợp thứ hai là không có thông tin. Bước 2 là mình sẽ đi xét từng trường hợp. Ví dụ ở đây ta có là rơi vào trường hợp thứ nhất đi, là trong đề bài có đề cập đến thông tin đó. Thì lúc này mình sẽ bắt đầu đi xét tính đúng sai. Nếu đúng thì là true, còn nếu sai thì là false thôi. Còn nếu như đề bài không đề cập tới thì auto nói given, quá dễ. Ok la, thì mình mong là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn nha. Để mà nói thì cách này rất là hiệu quả luôn đặc biệt là đối với các bạn gọi là beginner mới học thì á, trước đây nha mình cũng là một người làm reading rất là kém lúc nào cũng gọi là trên trung bình một xíu thôi nhưng từ khi mà áp dụng cách này đúng hai tháng rưỡi thôi là mình tăng một cách chóng mặt luôn điểm cứ gọi là cao nhất lớp ở phần reading cho nên là mình rất là tự tin để chia sẻ cách này với các bạn còn bây giờ thì catch you later have a nice day